Và ý thứ hai Phật tử này hỏi là con muốn đi tu nhưng học hết có cấp 2 có thể vào chùa xuất gia được không ạ? Được, không sao. Thầy ngày xưa học thì chưa hết cấp 1 mà. Phật tử này thì học hết cấp 2 đã quý lắm rồi. Thầy ngày xưa vào chùa thì chưa học hết cấp 1. Tức là gì? Như thầy thường hay kể 5 năm thầy mới học được, 6 năm thầy mới học được có gì? Có 4 lớp. Tức là hết lên là có lớp 4, 6 năm lên là có lớp 4. Chưa đi học lớp 5 buổi nào. Được lên lớp 5 nhưng mà thầy cô giáo xét cho lên lớp 5 nhưng chưa đi học lớp 5 buổi nào. Ngày khai giảng, đi sang đi khai giảng đấy. Người ta đi khai giảng thì mình trốn khai giảng để mấy đứa trẻ lại leo lên đỉnh đồi để làm trò chơi với, đi chơi với nhau, rồi ngày khai giảng xong về một cái là ở nhà luôn và chưa bao giờ bước chân đến gì đến cửa trường để đến 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 lớp để học một buổi lớp 5 nào. Ngày khai giảng cũng chính là ngày trốn học để đi chơi và về hôm sau lại nghỉ học luôn. Nhưng bây giờ thầy vẫn tu được đấy. Đó, còn Phật tử này nói thì học hết cấp 2 tức là khá lắm rồi, gấp đôi thầy rồi. Việc tu tập này, tất nhiên nếu có trình độ học vấn ở ngoài đời cao rồi thì vào xuất gia thì nó cũng rất là nó thế cũng là một phần để thuận duyên, nhưng không phải là tất cả. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng vào chùa có biết đọc biết viết đâu. 8 tháng giã gạo ngày ngộ được gì? Ngộ được tâm tông của Phật của tổ đấy chứ. Phải được truyền làm gì? Làm tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa đấy chứ. Sau này ra giảng kinh thuyết pháp, ngài cũng vẫn không biết đọc biết viết, mà ngài muốn giảng kinh nào thì phải người khác đọc lên đã thì đó thì đọc văn kinh gì thì ngài nghe và ngài giảng nghĩa, cắt nghĩa và giảng nghĩa, trong khi đó ngài không biết đọc và không biết viết. Đấy. Cho nên cái sự tu tập chân thành để ngộ đạo nó không gì, nó không chấp không quá gì, nó không quá dính mắc vào gì và ngôn ngữ văn tự hiểu đâu. Nếu cả hai mà đều được thì tốt nhất, mà không á thì tâm sáng, thì tâm mà sáng á thì mọi ngôn ngữ văn tự đều thông. Tâm mà đen tối á thì mọi ngôn ngữ văn tự đều chỉ là gì? Hí luận mà thôi. Đó, cho nên đấy Phật tử nên hiểu rõ cái điều này. Cho nên ở đây thì nếu muốn đi tu thì với cái trình độ như này thì tu tốt rồi, chắc chắn là sẽ tốt hơn thầy sau này. Nếu như chịu khó học tập và tu dưỡng cho tốt thì sẽ tốt hơn cả thầy bây giờ và sau này nữa. Nhưng mà phải phải tu hành thật sự. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.